lợi dụng danh nghĩa báo chí để bảo kê xe tải, trục lợi hơn 1 tỷ đồng mỗi tháng. Tối 27 tháng 11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Danh Tạo, 57 tuổi, ngụ tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, để điều tra về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có vợ của Tạo là Hồ Thị Hải, 41 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Sống Khỏe và Pháp Luật, và Hồ Kim Cường, 35 tuổi, cộng tác viên của một tạp chí, em vợ của Tạo. Theo điều tra, Lê Danh Tạo từng là nhà báo, cộng tác viên của một số tờ báo, tạp chí. Quá trình hoạt động, Tạo quen biết với nhiều cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông trên địa bàn nhiều tỉnh thành và cũng quen biết với một số nhà xe vận tải hàng hóa đường dài. Phát hiện thấy nhiều tài xế xe tải thường mắc các lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Tạo yêu cầu các tài xế chung chi từ 6 đến 8 triệu đồng một tháng một xe để nhận được sự bảo kê. Lê Danh Tạo cam kết chỉ cần nói là xe của Tạo thì lực lượng chức năng sẽ bỏ qua, hoặc nếu bị dừng kiểm tra thì sẽ gọi điện can thiệp. Đồng thời, Tạo cùng đồng bọn trực tiếp đặt vấn đề với cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông xin được tạo điều kiện bỏ qua các lỗi hoặc xử lý nhẹ các lỗi mà các lái xe đã đóng tiền luật vi phạm phải. Trường hợp không được tạo điều kiện, Tạo đe dọa viết bài bôi nhọ, xuyên tạc, tìm mọi cách để phát hiện các sai phạm trong quá trình công tác của lực lượng cảnh sát giao thông. Để che giấu hành vi phạm tội, Tạo cùng vợ thành lập doanh nghiệp hợp tác xã vận tải, hợp thức hóa số tiền luật mà các lái xe phải đóng hàng tháng là tiền phí vào hợp tác xã, thành lập các nhóm Zalo kín để trao đổi thông tin liên quan. Với phương thức trên, mỗi tháng, Tạo và đồng bọn thu lợi bất chính số tiền trên 1 tỷ đồng. Lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi là hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức nghề nghiệp, uy tín của những người làm báo chân chính. Đối với những người từng là phóng viên, nhà báo, hơn ai hết họ hiểu biết về pháp luật, về đạo đức nghề nghiệp. Tuy nhiên, vì tư lợi, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để trục lợi, cưỡng đoạt tài sản, phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật để phòng ngừa, giáo dục chung. Nhằm góp phần chấn chỉnh, hạn chế triệt để tình trạng nhức nhối nêu trên, cần có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm liên quan.